cái ăn thua là coi hết thấy. Ở đây là nhà mình ở trên đây luôn hả vậy? Dạ. À nhà trên đây. Rồi chiều chiều là các đội ghe tập bơi thì mình xuống đây mình coi. Chiều nào cũng ghe cũng coi hết. Dạ. À, thấy ghe cơ len là tập bơi thấy sao nhanh không chị? Nhanh. Nhanh phải không? Năm nay là ghe mới luôn á. Dạ. Ghe mới để xuống chứ. Dạ, ghe mới luôn. Ghe mới xuống. Đây, ghe tới rồi. Mới bên đây đó hả? Tới rồi, tới rồi. Ổ ghe mới bên kia bên đây. À, đây đây. Đấy rồi. Wow. Rất là đẹp mắt, nhìn rất là đẹp. Rất là đông bà con đến để xem đội ghe Chuồng Cò Len tập luyện. Trên đây cũng có xe bán bò lụi đây. Bò xinh bò rê, bò xinh bò xinh bò rê. Bò lụi đâu bò xinh rồi. Này bán bò lụi anh. Vừa coi ghe tập mà vừa bán luôn hả? Bán được không anh? Chiếc ghe còn rất là xa. Dẫn hai cháu đi ra coi tập đua ghe luôn ha.
Còn hơn một tháng nữa mới tới đua ghe mà mình có mong chờ vậy không anh? Có nụ màu tới không? Không biết nói gì à? Rất là đông xe của bà con đến đây để xem ghe chuột Khơ Len tập luyện. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem clip của TV Khám Phá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến khám phá tiếp theo quý vị nhé.